Cô bán đây là 30 năm ở đây rồi. Thế còn cái việc là mùa đông thì dĩ nhiên là bánh trôi nó phải đắt hàng rồi. Bánh trôi tàu làm bằng bột lết, vừng thì là phải vừng rang, rang xong phải xay, xong lại phải xào dừa. Còn đậu xanh thì lại phải thổi rồi giã, xong xào nhân lên. Nhà tôi sẽ mở từ lúc 9 giờ sáng cho đến 10 giờ tối. Có nghĩa khách có là cũng có lúc nào cũng có khách ra khách vào. Để được có một lồi bánh trôi tàu này thì đun mất khoảng phải nửa tiếng, nó sôi, sôi một lúc thì nó mới chín. Bao giờ nó lổi thì nó chín. Với cả có như một ngày trung bình là bán được 10 lồi. Cái lạnh của mùa đông Hà Nội thì tất cả mọi người đều biết. Nhưng mà khi mà có bát bánh trôi tàu để vào ấy thì cái vị thơm của gừng này, rồi cái vị nóng của bát bánh trôi bốc khói, ăn vào con người ta cảm thấy rất là sảng khoái, thưởng thức cái món bánh trôi đặc sản của Hà Nội. Về đến Hàng Điếu đã ăn trôi tàu rất là ngon luôn, nhân của nó nhá, có vừng này, vừng đen này, có đậu xanh này, nhưng mà cái thơm nhất của cái nước á, cái nước của nó là mùi gừng nhưng mà lại gừng rất là thanh, nó không gắt, thế cho nên là có thể ăn được 2 bát luôn á.